Vâng, xin chào các anh chị và bạn. Chào mừng các anh chị và bạn quay trở lại với series video Business and Marketing của tôi. Và hôm nay thì Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái quy trình chạy quảng cáo 9 bước. Một quy trình chạy quảng cáo 9 bước trên Facebook để giúp anh chị tối ưu toàn bộ quá trình quảng cáo. Đây là một cái quy trình quảng cáo mới nhất được xuất bản năm 2019 và dựa trên các nghiên cứu thực tế của tôi. Và các anh chị hoàn toàn có thể áp dụng những công thức này và cách thức này để mình bán hàng, để mình chạy quảng cáo và mình chốt đơn để tăng cái hiệu quả lên. Vâng, để thuận tiện cho sự theo dõi thì tôi sẽ kết hợp với việc trình chiếu ở trên máy tính và cũng như là trên TV màn hình lớn 60 inch, các anh chị lại nhìn và làm thao tác theo. Ok được chưa ạ? Vâng. Thế thì đầu tiên thì sẽ giới thiệu sơ qua một chút về tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, chuyên gia về marketing online. Từ năm 2008 thì tôi đã là giảng viên đại học và tôi giảng dạy ở một trường đại học lớn cho đến tận bây giờ. Tất nhiên ý tôi nói là tôi vẫn đang là giảng viên. Ngoài ra thì tôi cũng có kết hợp với bạn tôi mở ra một chuỗi cửa hàng bán đồ trẻ em. Và hiện nay thì chúng tôi cũng có một chuỗi cửa hàng trẻ em kinh doanh ở trên toàn quốc. Vâng, tôi cũng làm giám đốc marketing cũng như là giám đốc kinh doanh cho rất là nhiều công ty, như là công ty Vina Groups hay là công ty tập đoàn giáo dục Đại Tây Dương, rồi rất nhiều các công ty sản xuất khác, làm cố vấn trong một cái thời gian ngắn, đúng không ạ? Vâng, và tôi tốt nghiệp thạc sĩ chương trình MBA năm 2012, và sau đó thì đến 2012 đến 2016 thì tôi học thêm bằng cử nhân luật của Đại học Luật và thạc sĩ của Đại học Luật. Và năm 2014 thì tôi cũng kết hợp với các cái đơn vị nền tảng giáo dục trực tuyến và quay các khóa học video đầu tiên. Hiện nay thì tôi cũng là một trong những cái giảng viên có những khóa học mà video rất là hấp dẫn cũng như là chi phí rất là hợp lý, cực kỳ rẻ cho anh chị và các bạn, để các anh chị và các bạn có thể học mà không cần phải đến các cái lớp offline hoặc là đến các cái hội thảo của các cái diễn giả khác, đúng không ạ? Các bạn có thể tham khảo thêm. Vâng, thì đây là một số những cái thông tin cơ bản mà tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn, đúng không ạ? Đó. Vâng, thì tôi cũng đã đào tạo cho rất nhiều các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn, cũng như là các công ty, các lớp học, các cá nhân và các cái đội nhóm, vâng, về bán hàng và bán hàng online, bán hàng trên Facebook, bán hàng bằng live stream, và cũng có rất là nhiều các cái feedback phản hồi tốt, đúng không ạ? Vâng. Tôi cũng may mắn có khoảng gần 50.000 học viên tham dự học trực tuyến các cái chương trình học thông qua các nền tảng trực tuyến như là Kina, Edumo, Unica hay Udemy Việt Nam hay là Vietnam Learning vân vân, rất nhiều các cái nền tảng khác. Và sắp tới thì tôi cũng sẽ kết hợp với các nền tảng ở trên thế giới như của Nhật, họ cũng đang mời tôi, và của Mỹ họ cũng đang mời tôi để chia sẻ những kiến thức về marketing, tất nhiên là sẽ nói bằng tiếng Anh ở trên trên đó, và sẽ chia sẻ làm các cái khóa học video để bán ra thị trường thế giới cũng như là viết sách bán ra thị trường thế giới cũng rất là tốt. Vâng, tôi cũng chi tiêu rất là nhiều tiền quảng cáo suốt từ năm 2011 đến nay, bởi vì là các bạn biết rồi, Facebook bắt đầu xuất hiện năm 2008 và đến 2011 thì Facebook bắt đầu có mạng lưới quảng cáo Facebook Ads Network lần đầu tiên, và từ đó đến nay thì tôi cũng làm quảng cáo với tư cách là một agency chuyên làm quảng cáo cho các cái nhà hàng, spa, viện thẩm mỹ, salon tóc, các trường học, các mầm non, rồi thì các cái cơ sở kinh doanh cũng như là thời trang cũng như là trong các cái lĩnh vực dịch vụ khác, rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng ở Hà Nội, ở Sài Gòn thì tôi cũng đã làm việc cho họ. Tuy nhiên thì tôi cũng không tiện đôi tên hết ở đây. Vâng, tôi cũng có 25 bộ video khóa học đã xuất bản. Thì nếu mà các bạn cần các cái vấn đề về quảng cáo, về bán hàng, về live stream, về truyền thông, về lập kế hoạch marketing, về đầu tư, về bán hàng thì tôi đều có những cái hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Các cái cuốn sách mà tôi đã xuất bản và đều có cái sự được đánh giá rất là cao của độc giả. Các bạn có thể mua một trong số các cuốn sách này. Vào năm 2020 tới đây thì tôi sẽ xuất bản thêm hai cuốn sách nữa. Một cuốn sách về content marketing và một cuốn sách về kiếm tiền ở trên Facebook, kiếm tiền tỷ trên Facebook cũng như là những cái cuốn sách khác. Vâng, tôi cũng có cái may mắn là được đến rất là nhiều các cái tập đoàn lớn trên thế giới, ví dụ như là Amazon, cũng được tham quan trụ sở của Amazon, trụ sở của Boeing. Vâng, đây là trụ sở của Boeing, các bạn có thể nhìn thấy. Trụ sở của Microsoft, và đến tham quan là trụ sở của Microsoft ở Mỹ đấy ạ. Vâng, đây là trụ sở của Facebook ở số 1 đường Hathaway. Vâng,
Và đây là trụ sở của Apple ở cái chỗ ở cái trung tâm thung lũng Silicon Valley của bang California. Và cạnh đây là một cái tòa nhà phi thuyền trị giá 5 tỷ đô đấy ạ. Và tôi cũng may mắn là có cơ hội gặp với các cái danh thủ nổi tiếng. Và bởi vì trước đây tôi cũng chạy quảng cáo rất là nhiều tiền và được Mastercard mời tham dự một cái chương trình tri ân khách hàng, đúng không ạ? Và được gặp gỡ các danh thủ nổi tiếng như thế này tại tại Ukraine trong một cái trận chung kết bóng đá cúp C1 châu Âu. À, những cái minh chứng như vậy để cho các bạn yên tâm rằng những cái tri thức, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm và những phần mà tôi sắp trình bày, sắp chia sẻ trong video bạn này cũng như là các cái video khác là các bạn có thể yên tâm tham khảo, yên tâm làm theo và các bạn có thể đặt hàng tôi tư vấn, đào tạo, triển khai và đào tạo cho nhân sự của các bạn trong các lĩnh vực về bán hàng, quảng cáo, kinh doanh online, thương mại điện tử. Thì đây là một số những cái thông tin như vậy, đúng không ạ? Vâng. Ok, thì bây giờ sẽ không mất thời gian nữa. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm về cái 9 bước và 9 bước bán hàng trên Facebook một cách rất là chuyên nghiệp. Các bạn có thể search Google cái từ khóa là 9 bước, các bạn có thể search cái quy trình 9 bước thì sẽ ra cái trang web PA Marketing của tôi. Vâng, thì tôi đã viết rất là chi tiết cái bài viết này, nó dài khoảng tầm 10 trang A4, các bạn có thể vào đây copy hoặc là lấy. Đầu tiên thì muốn chạy quảng cáo được thì các bạn sẽ cần là chuẩn bị tài khoản quảng cáo, chuẩn bị fanpage, chuẩn bị sản phẩm, rồi thì chuẩn bị content, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả những cái thứ như vậy. Các bạn lập ra fanpage, các bạn có tài khoản quảng cáo, mà tài khoản của các bạn phải ăn được tiền, phải chạy ngon lành nha, không có tắc bụp, thậm chí bạn phải có nhiều tài khoản quảng cáo có sẵn, thậm chí bạn phải có tài khoản BM, đúng không ạ? Và các tài khoản quảng cáo có thể ăn được nhiều tiền thì nó mới ăn thua, đúng không ạ? Đấy, các cái khâu trước khi chuẩn bị quảng cáo, đúng không ạ? Mình phải chuẩn hóa fanpage. Chuẩn hóa fanpage tức là gì? Mình phải làm ảnh bìa, ảnh video, ảnh avatar, bài post, đúng không ạ? Mình đưa lên và mình tạo một cái chủ đề để cho nó chuyên nghiệp. Đó. Thế rồi thì mình thuê thiết kế hoặc là mình có nhân viên mình thuê thiết kế để mình post ở rất nhiều chỗ khác nhau và như vậy rất là chất lượng, đúng không ạ? Mình kiểm tra lại các thông tin như là liên hệ, inbox, fanpage, rồi thì số điện thoại hotline, vân vân. Đấy, hoặc là mình có thể khai thác các cái tính năng commerce shop, tức là cái gian hàng của fanpage để mình đưa sản phẩm lên đấy cũng rất là hay. Mình cũng có thể ghim cái bài quảng cáo lên trên đầu tiên của page của mình. Và việc này thì sẽ giúp cho khách hàng tìm thấy cái bài quảng cáo dễ hơn và họ dễ dàng tương tác với mình hơn, đúng không? Rồi, kiểm tra tài khoản quảng cáo để đảm bảo là tài khoản chạy ok. Đấy, chuẩn bị hàng hóa, phụ kiện, nhân sự, rồi thì ship siếc ngon lành, đề phòng là cái quảng cáo của mình nó rất là tốt và nhiều đơn hàng hoặc là nhiều khách cần phải phục vụ. Ok. Đấy. Hãy nhớ rằng là quảng cáo chỉ là một cái hình thức để đưa thông tin đến với khách hàng. Nội dung, chữ viết, hình ảnh hoặc video hoặc đường link, đúng không? Đến những khách hàng mà chúng ta nhắm chọn, và hiện nay thì Facebook chạy quảng cáo cũng khá là đắt đó. Thế nên là cái việc mà chúng ta có được những cái thông điệp tốt, chúng ta có những sản phẩm tốt, có chương trình khuyến mại tốt thì sẽ giúp tăng cái hiệu quả quảng cáo lên, đúng không ạ? Và rất nhiều người cho rằng hiệu quả quảng cáo chỉ phụ thuộc vào nhắm chọn thì tôi cho rằng là không đúng. Đấy. Và các bạn đừng nghĩ rằng là chạy quảng cáo Facebook tại thời điểm năm 2019, bây giờ là tháng 11 rồi, tính là 2020 được rồi, đúng không ạ? Giúp được bạn bán được hàng ngay lập tức thì sau một vài cái click thì tôi nghĩ rằng là rất là khó, đúng không ạ? Rồi, bước số 2 là các bạn bắt đầu tạo bài post trên fanpage. Nếu mà các bạn chạy dạng tương tác thì Facebook hiện nay có 13 cái mục tiêu tiếp thị, thì tôi đang hướng dẫn các bạn chạy cái mục tiêu tiếp thị là tương tác bài viết bằng cách là chúng ta đăng các bài post hay còn gọi là bài đăng ở trên fanpage. Đấy, cái này thì đăng rất là cơ bản thôi. Thì mình sẽ gồm là gì ạ? Album này, hoặc là bài post nhiều ảnh này, hoặc là bài post chứa link này, đúng không ạ? Mình cần phải tối ưu về mặt bài viết, về mặt hình ảnh, về mặt thông điệp, về mặt bố cục màu sắc để làm sao thu hút được khách hàng. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy rằng là 80% truy cập của khách hàng đến từ Facebook ở trên mobile và họ sẽ lướt 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 như thế này. Và như vậy cái hình ảnh đẹp, cái hình ảnh bắt mắt, cái hình ảnh xuất sắc nó sẽ giúp người ta sẽ dừng lại và người ta sẽ bấm vào quảng cáo và người ta có thể quyết định là mua hàng hay không. Vì vậy cái bài post nó rất là quan trọng, nó thể hiện là mình phải chứa đựng những cái thông điệp rất là quan trọng, đúng không ạ?
Lưu ý rằng là trên mobile hiện nay Facebook chỉ cho hiển thị ba dòng, cho nên là mình phải giật tít rất là tốt, đúng không ạ? Và hình ảnh phải rất là tốt thì họ mới dừng lại. Đấy. Và cái viết thì nhiều người hỏi tôi là viết dài hay viết ngắn. Thế thì thực ra nó cũng không có tiêu chuẩn là viết dài hay viết ngắn. Nhưng mà viết thế nào thì viết nó phải chứa đựng được các thông điệp bán hàng, chứa được các cam kết, giải quyết được các vấn đề của khách hàng, giải quyết được nỗi đau, nỗi sợ hãi, nỗi sung sướng, tại sao khách hàng nên mua, tại sao khách hàng cần phải tương tác với mình. Thì như vậy nó rất là quan trọng, được chưa ạ? Ngoài ra mình có thể đưa thêm các thông tin là các đường link, các minh chứng để cho khách hàng tăng cái độ tin cậy đối với mình. Vâng, làm thế nào để mình viết được text hay thì tôi sẽ làm một cái video về content sau. Trong cái bài này thì cái bước tôi hướng dẫn, đúng không ạ? Thì các bạn phải hiểu được khách hàng thực sự muốn gì. Khách hàng sẽ bị thay đổi suy nghĩ khi đọc nội dung. Bởi vì truyền thông là phải tác động đến não bộ, tác động đến suy nghĩ, và từ suy nghĩ đấy nó thay đổi hành vi, đúng không ạ? Tức là từ ban đầu tôi không định có cái ý định mua hàng, nhưng mà sau đó thì vì bạn nói hay quá, vì bạn giúp tôi nhận ra nhu cầu thì tôi bắt đầu là mua hàng, đúng không ạ? Tôi bắt đầu mua hàng. Đó, điều gì sẽ khiến khách hàng mua hàng? Ví dụ như là giá, rồi chính sách khuyến mại, bảo hành, cam kết, rồi các cái dịch vụ tốt, thì tất cả điều đấy, đúng không ạ? Vâng, đánh vào cái nỗi đau, sự sợ hãi, sự sung sướng, sự tử tế, sự cam kết, đúng không ạ? Sự chất lượng, vâng, lợi nhuận hay lợi ích vân vân, thì trong thông điệp nó phải chứa đựng những điều đấy. Và cái cách mình đặt vấn đề có thể đặt xuôi, đặt ngược, đúng không ạ? Đặt trái, đặt phải, rồi giật tít, gây tò mò, gây sốc, vân vân, kiểu như vậy. Đấy, và bạn cũng cần phải xác định USB của sản phẩm. USB là viết tắt của chữ Unique Selling Point, tức là những cái điểm khác biệt. Và tôi có một cái bài về điểm khác biệt như vậy, các bạn có thể xem thêm. Và các bạn có thể học thêm các cái chương trình Facebook Marketing chọn bộ của tôi, hoặc là cái chương trình King of Sale chọn bộ, thì sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn. Cái video này thì rất là kỹ rồi, nó 9 bước để tối ưu quảng cáo, để chạy quảng cáo chuẩn, hiệu quả. Thế nhưng mà chi tiết vào từng bước hơn nữa thì các bạn nên xem thêm, đúng không ạ? Vì cái thời lượng một cái video như này tôi quay cho các bạn cũng rơi vào tầm khoảng gần 30 phút, cũng rất là nhiều. Đấy. Phần tiếp theo là phần ảnh hoặc phần video mình sẽ hiển thị trên Facebook, đúng không ạ? Ví dụ như mình lướt một cái quảng cáo, thì mình sẽ nhìn thấy là nó sẽ có phần ảnh. Cho nên cái phần ảnh nó rất là quan trọng, bởi vì là nó thể hiện được là cái việc là khách hàng người ta sẽ dừng lại hay không dừng lại vào cái quảng cáo này, đúng không ạ? Cái màu sắc, cái thông điệp, cái hình ảnh, rồi cái âm nhạc cũng đấy. Lưu ý là đừng sử dụng âm nhạc bản quyền. Đó, hiện nay tôi đã chạy cho một cái dự án là The Manor Central Park của Hà Nội, thì nó có ngay trong tài khoản của tôi đây. Đấy. Thì chúng ta để ý đến cái điều đó, đúng không ạ? Hình ảnh thì chúng ta phải lưu ý là chứa đựng những cái thông điệp giảm giá, đúng không ạ? Mua một tặng một, tối ưu phần chữ viết, nhưng mà không được quá 20% chữ viết trên mỗi hình ảnh, đúng không ạ? Chụp ảnh, chỉnh sửa, rồi cắt ghép làm sao cho nó đẹp, chuyên nghiệp. Nhưng mà đừng có làm bóng quá, bởi vì bóng quá thì ảnh bây giờ nó cũng không thích. Người ta thích cái ảnh nó phải mộc mạc một chút. Đấy. Thế rồi sau đó thì nếu mà mình dùng video thì mình nên sản xuất những cái video dưới dạng TVC chuyên nghiệp. Những cái video có kịch bản tốt, những video kêu gọi tốt, những video minh chứng tốt thì sẽ có xu hướng là mọi người sẽ chạy quảng cáo sẽ rất là hiệu quả. Và nếu mà các bạn cần sản xuất về video thì tôi cũng có công ty sản xuất về media, có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bạn được. Đó, chạy quảng cáo video thì khá là hiệu quả nếu như nội dung của video tốt. Hãy nhớ điều đấy, tư duy khác biệt, tư duy chất trong cái phần quảng cáo của video. Và cái phần này làm cũng khá là khó và chúng ta thường phải đi thuê. Vâng, thế thì về cái bước số 3 là tạo quảng cáo hiệu quả trên Facebook năm 2020. Vâng, cập nhật mới nhất thì khi mà chúng ta đã tạo ra bài post trên fanpage rồi, tức là chúng ta đã đăng bài rồi, thì lúc này chúng ta có thể chạy quảng cáo, ví dụ như là mục tiêu tương tác, hoặc là mục tiêu tin nhắn, đúng không ạ, hoặc là mục tiêu truy cập web. Thì mình có thể chạy quảng cáo bằng cách thứ nhất là chạy trực tiếp bằng cách bấm vào nút quảng cáo bài viết trên fanpage. Thứ hai là mình cũng có thể sử dụng điện thoại di động để chạy. Và thứ ba là mình có thể sử dụng trình quản lý quảng cáo trực tiếp ở trên fanpage cũng như là trên laptop của mình để chạy, đúng không ạ? Thế thì khi mình bắt đầu chạy thì mình sẽ cần quan tâm đến điều gì? Mình sẽ cần quan tâm thứ nhất là cái mục tiêu tiếp thị mình chạy là gì. Các mục tiêu tiếp thị khác nhau thì nó sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Tiếp theo là thứ hai nữa là gì ạ? Thì xác định cái tập khách hàng mục tiêu. Xác định cái tập khách hàng mục tiêu ở đây mình phải mô tả và vẽ chân dung khách hàng càng chi tiết càng tốt.
bao gồm này, khách hàng của mình là ai này, họ sống ở đâu này, khu vực nào này, giới tính này, tuổi tác này, ngôn ngữ này, về mặt nhân khẩu học, ví dụ như là đã kết hôn hay chưa kết hôn, có con hay không có con, có mấy con, có con mấy tuổi này, vân vân này, đúng không ạ? Thu nhập này, nghề nghiệp này, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề thu nhập này, các cái thiết bị sử dụng như là thiết bị chẳng hạn như là truy cập Facebook bằng iPhone Pro 11 này, hoặc là truy cập Facebook bằng Mac OS này, vân vân. Thời gian online là 8 tiếng một ngày hay là buổi tối là chủ đạo, vân vân. Thì chúng ta cần phải vẽ rất là kỹ ra, rồi sở thích và những cái hành vi loại trừ khác nữa, có đi du lịch hay không, có phải là chủ doanh nghiệp hay không, có sở hữu fanpage hay không, vân vân. Thì lúc đó mình sẽ nhắm chọn, đúng không ạ? Mình sẽ nhắm chọn theo cái phần nhắm chọn mục tiêu chuyên sâu và hướng tới hành vi khách hàng dựa trên các nguyên lý về marketing. Ok, sau khi mà mình chọn xong cái đấy thì mình sẽ nhắm chọn đến, rồi mình loại trừ các cái vị trí hiển thị cũng như là thiết lập ngân sách. Thì cái ngân sách ở đây thì mình sẽ lưu ý là nhân ngân sách chạy nhiều hay chạy ít, chạy lớn hay chạy nhỏ, chạy thường xuyên hay chạy tắc bụp, thì hoàn toàn là do cái chiến lược của mình, do cái sản phẩm, do cái mức giá, do cái biên độ lợi nhuận và do khả năng tài chính của mình, đúng không? Đấy, thế nên là nếu mà bạn có một cái sản phẩm có biên độ lợi nhuận tốt, bạn có thể chạy thoải mái. Còn bạn có một cái sản phẩm có biên độ lợi nhuận không tốt thì bạn cũng phải hết sức dè chừng. Bạn chưa chạy bao giờ thì bạn cũng thiếu kinh nghiệm thì bạn nên chạy ngân sách thấp thôi. Còn nếu mà bạn đã chạy nhiều rồi thì ngân sách nó sẽ dồi dào hơn và bạn có nắm được các cái chỉ số KPI đo lường cụ thể. Đó, thì sẽ rất là tốt, đúng không? Đấy, sau đó thì các bạn cũng cần phải tính đến những các cái chiến lược quảng cáo, ví dụ như là mình chạy nhiều chiến dịch hay mình chạy ít chiến dịch, mình chia nhỏ ngân sách thành nhiều chiến dịch hay là mình chạy ngân sách một cục, đúng không ạ? Hay tức là mình chạy rất là ít chiến dịch thôi. Đó, và mình cũng cần phải xem là ví dụ như là cái chiến lược là tạo phễu như thế nào, các bài video để quay lấy tệp để mà chạy remarketing sau này, rồi thì mình có thể là thử nghiệm những cái hình thức chạy khác như là chạy tin nhắn hoặc là chạy khách hàng mục tiêu hoặc là chạy canvas vân vân. Sau đó thì mình bắt đầu mình nhắm chọn và mình chạy đối tượng mới hoặc đối tượng tùy chỉnh hoặc cả hai, và mình bấm vào nút xác nhận để đặt quảng cáo. Và sau khi bấm vào nút xác nhận thì chúng ta đã xong cái bước số 3, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cần phải lưu ý cái lượt tiếp cận của chúng ta, đấy là lượt tiếp cận mà không có nghĩa là xem, tiếp cận đây có nghĩa là một cái tài khoản quảng cáo, người ta đã nhìn thấy quảng cáo. Vâng, và chúng ta cần phải theo dõi các cái chỉ số, các cái KPI đo lường rất là cụ thể, và bạn cũng cần phải bật cái quy tắc tự động lên để tăng tiền hay giảm tiền, để mà dừng hay bật tiếp hay là thêm tiền quảng cáo. Cách làm này cũng rất là hay. Thì cái hướng dẫn sử dụng quy tắc tự động trên Facebook thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một cái video bài học khác, được chưa ạ? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến bước số 4, tức là bước này là bước tôi gọi nó là nghiệp vụ chim mồi. Và đây là một cái bước mà để giúp các bạn có thể là tăng cái hiệu quả quảng cáo trong cái chiến dịch của mình lên. Vâng, hiệu ứng chim mồi là như thế nào, đúng không? Ví dụ như là sau khi mà các bạn đặt quảng cáo xong, bạn nhắm chọn tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, vân vân. Bạn đặt ngân sách, bạn chọn bài, bạn đặt xong và bạn đợi phê duyệt, đúng không? Và đợi phê duyệt xong thì bạn có thể tắt quảng cáo đi. Và lúc này các bạn sẽ tìm đến cái bài post mà các bạn đang chạy quảng cáo ấy, và sau đó thì các bạn sẽ ghim cái bài này lên đầu, đúng không ạ? Để cho khách hàng người ta vào người ta dễ tìm thấy. Sau đó thì các bạn sử dụng khoảng từ 10 đến 20 cái nick Facebook. Nick của mình là nick ảo, thế nhưng mà mình làm cho nó thật một tí. Hoặc là mình có thể dùng nick của nhân viên, đúng không ạ? Nick của khách hàng thân thiết, mình nhờ làm gì ạ? Comment để tạo cái định dạng cũng như là tạo cái định hướng, đường hướng cho cái người mà sắp sửa xem quảng cáo, người ta sẽ cảm thấy có thêm lòng tin, cảm thấy thêm cái sự thích thú, đúng không ạ? Ví dụ như là có thể trả lời bằng cách là tôi đã mua hàng như thế này, hoặc là những cái phản hồi của khách hàng mình có comment comment lên, thì nó tạo ra được nhiều cái comment và nó tăng thêm cái giá trị và cái lòng tin cho người xem tiếp theo, đúng không ạ? Và chúng ta nên comment theo kiểu một cách là rất là khéo léo, tinh tế. Mình khen chất lượng, đúng không ạ? Khen sản phẩm, nhưng mình có thể chê một cái gì đó một cách rất là hợp lý mà không ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Thí dụ như là shop ơi, lần này mình sẽ đặt hàng nhé, đúng không ạ? Lần trước mình mua của shop rồi, hàng rất đẹp, giá rất là hợp lý. Thế nhưng mà shop giao hàng hơi lâu, đúng không ạ? Có thể là do đông khách, đúng không ạ? Kiểu như thế.
Thế rồi mình tạo các cái comment tung hứng. Đấy, ví dụ như là mình có thể trả lời cho những cái comment như vậy, cảm ơn, đúng không ạ? Rồi thì mình đưa thêm các cái feedback, là chẳng hạn như là thầy Phan Anh làm đào tạo thì sẽ có feedback là học viên rất là thành công, feedback học viên rất là cảm ơn. Cái đấy thì tốt nhất là sự thật, đúng không ạ? Còn không nên sử dụng những cái nick ảo, nick giả. Vâng, nếu là thật là tốt nhất, còn nếu không thì các bạn có thể làm những cái nick ảo để các bạn làm điều hướng vào. Đấy, mình tung hứng thật khéo và điều hướng khách hàng nhé, ở đây là phải điều hướng người ta đọc để mà có thêm cái thông tin đa chiều để mà giúp khách hàng là tăng cái mức độ hiểu biết và tăng cái mức độ lòng tin. Đấy, sau đó là mình làm sao mà dụ dỗ khách hàng là người ta tương tác, người ta thả số điện thoại hoặc người ta đặt hàng cho mình. Đó. Và sau này thì mình có thể tạo thêm một cái bước phụ nữa, đây là một cái sáng tạo phát minh của thầy Văn Anh. Ví dụ như là gì ạ? Bạn có thể là tạo ra những cái bài viết mà có tính chất viral, có tính chất content rất là hấp dẫn để mà thu hút người đọc, người xem. Để làm gì? Cái điều này nó sẽ có thể làm giúp cho mình tăng được cái lượt xem, lượt truy cập tự nhiên vào fanpage, vào chính cái bài viết đó, và từ đó thì người ta sẽ xem cái bài viết ghim mà mình đang chuẩn bị quảng cáo, đúng không ạ? Ví dụ những cái chủ đề hot theo thời sự, những cái chủ đề mà khách hàng của mình quan tâm, đúng không ạ? Thí dụ như mấy hôm nay thì mình có thể nói về những chủ đề bóng đá, Việt Nam vừa đá với UAE tối hôm qua, mình có thể nói về chủ đề cắt mác, tem mác, đúng không ạ? Hoặc là những cái chủ đề mà khách hàng thực sự rất là quan tâm, mình viết lên, mình đăng lên để mình thu hút được cái lượt xem hoàn toàn miễn phí. Như vậy mình sẽ đưa cái truy cập đấy vào và mình rất có thể mình sẽ có thêm những cái đơn hàng. Và cái mục tiêu của nó là view, đúng không ạ? Share, và để làm cho cái bài viết nó rất là ngon lành và làm rẻ cái quảng cáo của mình lên. Đấy. Tất nhiên đây là một cái lời khuyên thêm để các bạn có thể sử dụng, hoặc là các bạn không cần áp dụng thì tùy. Làm thế nào để ép khách mua hàng, đúng không ạ? Ép khách content tốt, đúng không ạ? Thì mình sẽ có thể là gì ạ? Nên có những cái chương trình khuyến mại hay là giảm giá 5%, 3% hay tặng một cái gì đó để mà nếu mà họ comment, họ tag hoặc là họ để lại số điện thoại mua hàng, thì cái phần này các bạn cũng nên lưu ý viết vào trong cái phần content của bài viết, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là bước số 4. Bây giờ đến bước số 5. Bước số 5 thì chúng ta sẽ mở quảng cáo trở lại, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta đã được phê duyệt rồi, chúng ta đã thực hiện một số các nghiệp vụ chim mồi, comment, share, tag, rồi viết bài để thu hút cho cái bài viết và cái fanpage của mình, thì mình có thể đặt quảng cáo để cho quảng cáo có thể trở lại, đúng không ạ? Vâng, và lúc này thì quảng cáo sẽ ăn tiền theo ngân sách của chúng ta. Và quảng cáo thì chúng ta nên đặt ngân sách, nếu mà chúng ta chạy thường xuyên thì chúng ta nên đặt ngân sách để chạy hàng ngày và không giới hạn, đề phòng là cái quảng cáo của mình nó hiệu quả thì mình sẽ không phải chỉnh sửa, đúng không ạ? Mình nên lưu ý theo dõi quảng cáo khoảng 3 đến 4 k một ngày và theo những khung giờ cố định, ví dụ như là sáng trưa chiều tối, hoặc là báo cáo khoảng 2 giờ một. Một số đơn vị là người ta sử dụng báo cáo 2 tiếng một, đúng không ạ? Và giờ nào cũng được, nhưng mà mình phải theo dõi cố định để mình phát hiện ra được trong một ngày 3 4 k, trong một tuần là 7 ngày, đúng không ạ? Mình sẽ đánh giá các cái chỉ số như là giá thầu, đúng không ạ? Giá comment, giá một số điện thoại, giá một inbox, giá một tương tác. Đấy. Sau đó mình so sánh các cái chỉ số này để mình tăng giảm ngân sách, hoặc là mình cũng có thể sử dụng các cái mẫu content có sẵn mình đã lưu trữ vào, mình cũng có thể sử dụng các quy tắc tự động để mà mình đặt thiết lập, đúng không ạ? Và tất nhiên thì Facebook nó cũng có rất nhiều những cái vấn đề như là quảng cáo không ăn tiền, quảng cáo không hiệu quả, quảng cáo đắt, quảng cáo tiếp cận thấp, đấy, vân vân. Và giá thầu quảng cáo thì luôn luôn tăng. Các bạn nên nhớ rằng từ năm 2011 khi mà tôi bắt đầu dạy và chạy quảng cáo thuê cho khách hàng, thì lúc đó tôi chạy 1 triệu đồng thì tiếp cận được khoảng 800 ngàn đến 1 triệu lượt. Nhưng mà đến nay thì 2019 và chuẩn bị bước sang 2020 thì 1 triệu đồng các bạn chỉ chạy được từ khoảng 8 ngàn, 10 ngàn cho đến khoảng 15 ngàn đổ lại. Như vậy giá thầu của chúng ta đang đã đắt từ 70 đến 100 lần. Đó, cho nên là cái quảng cáo bây giờ nó cũng khá là đắt đỏ, nên các bạn phải hết sức lưu ý. Chạy quảng cáo là cần thiết, nhưng mà mình sẽ phải kết hợp với các phương pháp bán hàng đa kênh, các cái nền tảng khác. Ví dụ như là bán hàng trên Facebook cá nhân, bán hàng bằng livestream, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên group, đúng không ạ? Sử dụng Messenger và các công cụ đấy, xây dựng thương hiệu cá nhân.
Thì tất cả những cái đấy thì các bạn có thể học từ cái chương trình bộ Facebook Marketing trọn bộ của thầy Văn Anh để có thêm nhiều cái kiến thức và kinh nghiệm, nhiều cái phương pháp bán hàng, đúng không ạ? Vâng. À, thực tế thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo ấy thì cái hiệu suất của quảng cáo nó phụ thuộc vào fanpage, phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo, phụ thuộc vào content app, tức là cái mẫu quảng cáo của mình, đúng không ạ? Phụ thuộc vào chương trình bán hàng, phụ thuộc vào ngân sách, phụ thuộc vào tính thời điểm, thời vụ, rồi thì cách chọn nhắm chọn, cách mục tiêu tiếp thị remarketing hay không, vân vân. Thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý, đúng không ạ? Vâng, bước số 6 là chúng ta sẽ chờ đợi những cái phản hồi khách hàng để chúng ta tư vấn. Thì sau khi mà chúng ta chạy quảng cáo xong thì chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng và họ sẽ chấm mốt, rồi họ comment tag inbox, rồi click web, để lại số điện thoại, vân vân mây mây, đúng không? Thế thì lúc này chúng ta sẽ cần phải tư vấn cho khách hàng. Đấy, chúng ta tư vấn cho khách hàng thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta sẽ cần phải trả lời những câu hỏi có sẵn, trả lời những cái câu hỏi mà khách hàng đang quan tâm, như là báo giá, như là free ship hay là không free ship, như bảo hành đổi trả, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta cũng cần phải chú ý đến cái chất lượng tương tác, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đo lường. Nếu như một bài mà chúng ta thu được độ 5.000 lượt thích nhưng mà chúng ta chỉ thu được khoảng độ 10, 20 hay là 30 cái lượt bình luận, hoặc là rất là ít tin nhắn, thì cái đấy là chúng ta cần phải chú ý, đúng không ạ? Chúng ta phải đo lường hết các cái chỉ số, số lượng comment, số lượng inbox, số lượng click web, số lượng để lại số điện thoại, tỷ lệ chuyển đổi. Đấy, tỷ lệ chuyển đổi qua các cái phần trăm. Ngày hôm qua tôi vừa tư vấn cho một công ty dược, họ chạy quảng cáo thì họ chạy rất là rẻ. Họ chạy khoảng 3-40.000 được một tin nhắn. Thế nhưng mà tỷ lệ chốt đơn của họ chỉ rơi vào 15%, tức là 100 tin nhắn họ mới chốt được 15 đơn. Đấy, thế thì như vậy tôi cho rằng là, một là họ cái đội ngũ telesale và cái đội ngũ tư vấn ở trên fanpage là chưa tốt, cần phải đào tạo lại. Đó, tức là tôi đang muốn nói là giá thầu rẻ chưa nói lên điều gì nếu mà họ không có comment, không có inbox, không có số điện thoại, mà không lấy được số điện thoại và không tư vấn được cho khách hàng để khách hàng chuyển đổi. Bởi vì khách hàng chuyển đổi nó sẽ nuôi sống chúng ta và giúp chúng ta có lời, đúng không ạ? Vâng, còn nếu không thì tất cả những cái chi phí quảng cáo là chúng ta phải gánh hết. Đấy, những cái chỉ số mà chúng ta cần quan tâm như là CTR, đấy, giá thầu bình luận, giá thầu inbox, giá thầu số điện thoại, tỷ lệ chốt đơn, chi phí đơn hàng thành công. Đấy, thì các bạn cần phải lưu ý như vậy. Chi phí đơn hàng mình thành công tính bằng cái gì? Thì bằng tổng số tiền mình chi ra và chia cho tổng số đơn mình thu được. À, cái chi phí đơn hàng thành công này miễn là nhỏ hơn hoặc bằng lợi nhuận dầm thì là mình sẽ có lời và mình chiến đấu thôi, đúng không ạ? Mình cũng cần phải tối ưu thời gian phân phối quảng cáo. Đấy, rồi thì mình cũng cần phải đặt ra những cái câu hỏi gọi là FAQ đấy, là frequent answer and question, những cái câu hỏi thường gặp. Tại vì khi mà mình đi tư vấn ấy, bao giờ nó cũng có một số câu hỏi, ví dụ bán quần áo thì size số, đổi trả, bảo hành, rồi thì chất liệu, rồi thì giá, đúng không ạ? Rồi bán đồ điện tử thì có những câu hỏi như là bảo hành, rồi thì có cho sử dụng phần mềm hỗ trợ vệ sinh, vân vân, kiểu kiểu như thế. Mua phụ kiện có được giảm giá hay không, model như thế này, model như thế khác. Vâng, đấy, thế thì nguyên tắc của tôi ở đây thì khi mà chúng ta làm cái tư vấn ấy, thì chúng ta cần phải hết sức là hiểu khách hàng, hiểu các câu hỏi và hiểu tâm lý của họ để chúng ta trả lời. Chúng ta trả lời thì ví dụ tôi nói về báo giá thì nguyên tắc của tôi là sẽ không bao giờ báo giá ngay khi chưa nói về giá trị, khi chưa nói về lợi ích. Bởi vì chúng ta không thể biết được là cái sản phẩm mà chúng ta đang bán là đắt hay rẻ. Chúng ta cứ nói là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 500, 300, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta không thể biết được như thế là đắt hay rẻ. Thế nếu bây giờ mà một cái áo sơ mi các bạn bảo 1 triệu thì các bạn sẽ nghĩ trong đầu là như vậy là đắt. Nhưng tôi sẽ nói là gì? Cái áo sơ mi này là của hãng Dior, đúng không ạ? Tôi mua tại Mỹ giá là nguyên gốc là 10 triệu. À, nhưng mà vì tôi được mua sale rồi tôi được giảm giá, tôi thẻ VIP. Đấy, tôi được miễn thuế, tôi mua về có 1 triệu, hàng chính hãng, có bill, tôi xách tay về đây. Thế thì tự dưng khi tôi nói như vậy thì các bạn sẽ thấy là 1 triệu lúc này lại là rẻ chứ không phải là đắt, đúng không ạ? Thế nhưng mà 1 triệu bây giờ là mua một cái áo thương hiệu thời trang Nam Phan Anh, chất liệu thì 80% polyester, kiểu dáng thì không có gì đặc biệt, thì các bạn sẽ cảm thấy như thế là đắt. Bởi vì đắt hay rẻ đôi khi nó còn là cái cảm giác, là cái sự so sánh tương đối, và đặc biệt là trong cái bối cảnh là khách hàng của mình là giàu hay nghèo. Bởi vì người ta nói là chẳng có cái gì là đắt đối với người giàu và cũng chẳng có cái gì là rẻ đối với người nghèo. Thế cho nên là khi mình tư vấn là mình phải
giải thích cho họ hiểu là tại sao của mình rẻ. Mình trong cái mối tương quan so sánh với đối thủ, trong cái mối tương quan so sánh với thu nhập của chính họ. Đấy, khi mình tư vấn bản chất là gì? Mình đưa ra các thông tin đầy đủ, mình đưa ra các thông tin thuyết phục để khách hàng người ta có nhiều thông tin và người ta tự ra quyết định mua. Chứ chúng ta đâu có dí súng vào đầu họ để họ mua hàng đâu, đúng không? Và tất nhiên những cái tư vấn này nó phải là thật, nó không được là gian dối, đúng không ạ? Ví dụ như là gian dối là gì? Chất lượng không tốt nhưng cứ nói là tốt, đúng không ạ? Cam kết thật là mạnh mẽ nhưng sau đến lúc mà bảo làm thì lại không làm. Thí dụ như là khi mua cái máy tính này bảo là sau này hỏng anh sẽ mang đến chỗ em bảo hành cho anh tối đa trong thời gian là 3 ngày, em cho anh mượn máy để sử dụng vân vân. Nhưng đến lúc hỏng mang đến thì không, em bảo hành theo chính sách thôi, một tuần, hai tuần sửa được, sớm sửa được thôi. Thì như vậy, đấy là những cái cam kết mà lừa dối, đúng không ạ? Và như vậy thì các bạn sẽ ăn đòn đấy ạ. Vâng, bây giờ bóc phốt rất là kinh khủng. Vâng, với những cái khách hàng chỉ quan tâm đến giá thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta trả lời giá ngay thì chúng ta cũng thường là nhận thấy là 80-90% họ sẽ rơi vào tình trạng là đã xem và không nói gì, đúng không? Nên là mình, dù mình rất là muốn báo giá nhưng mình vẫn phải tư vấn, hoặc là mình phải lấy số điện thoại, mình xin số điện thoại, ép số điện thoại để mình tư vấn telesale. Bởi vì sao? Bởi vì là tư vấn telesale như vậy thì cái ngôn từ nó sẽ trực tiếp, mình sẽ lắng nghe được họ và họ sẽ tập trung hơn. Bởi vì là khi mà mình chat ấy, nó có một cái sự phân tâm nhất định. Bởi vì cái người chat nó có thể chat 3-4 cửa sổ. Khách hàng bây giờ người ta chat với nhiều người bán cùng một lúc, đúng không ạ? Thế rồi người ta cũng lại làm những việc riêng, đọc báo, vân vân. Thế thì khi mà mình nghe điện thoại như vậy, mình gọi, mình bốc lên, mình gọi Zalo hoặc gọi Facebook hoặc gọi số điện thoại thì giúp tập trung hơn, giúp chốt đơn dễ hơn rất nhiều. Hãy nhớ điều đấy nhá. Vâng. Rồi. Và một cái lời khuyên nữa là các bạn nên chia nhỏ cái quá trình tư vấn ra thành nhiều bước. Và với mỗi một bước thì bạn sẽ đặt các KPI, tức là các chỉ số đo lường, và sau đó bạn cố gắng tối ưu từng bước đó. Thí dụ như là chạy quảng cáo thì tôi cần tối ưu là giá thầu này, sau đó từ giá thầu đến số bình luận này, số bình luận xong đến số điện thoại này, số điện thoại xong số điện thoại gọi được này, số điện thoại gọi được đến số điện thoại tư vấn thành công này, sau đó đến số lượng chốt đơn này, chốt đơn xong đến giao hàng này, vân vân. Mình chia càng nhỏ ra, sau đó là mình sẽ tối ưu được mỗi một cái phần. Như vậy mình sẽ xem vấn đề là gì, đúng không? Vâng. Các bạn cũng hết sức lưu ý là hiện nay trên mạng cũng có những người mà người ta chuyên đi ăn cắp đơn, rình dập đơn. Đấy, họ sử dụng các phần mềm để cướp khách hàng rồi kết bạn với khách hàng, lấy số điện thoại của khách hàng của mình. Nó có cái hiện tượng là khách hàng vừa comment xong khoảng 3 phút sau đã thấy có một bên gọi điện giao đúng cái hàng đấy rẻ hơn của mình. Thì các bạn phải hết sức lưu ý, chúng ta phải dùng các cái công cụ phần mềm là ẩn số điện thoại đi, đúng không ạ? Vâng, ẩn comment và trả lời tự động, sau đó là bóc số điện thoại của khách hàng. Thì tôi cũng sẽ dạy cho các bạn những cái phần mềm như vậy để sau đó chúng ta có thể là vừa chat vừa telesale vừa remarketing nhá. Ok, bước số 7. Bước số 7 là bước chốt đơn, đúng không ạ? Sau khi tư vấn xong rồi thì mình sẽ chốt đơn, tức là mình phải xác nhận với khách hàng là đơn hàng đã thành công. Vậy thì kỹ năng chốt đơn thì chúng ta cần phải biết là cái gì, đúng không ạ? Thí dụ như là chúng ta thông qua các câu hỏi tư vấn, thông qua gọi điện, thông qua chat, thông qua gặp trực tiếp đó, chúng ta lắng nghe khách hàng, người ta đặt những cái câu hỏi, ví dụ như là có những cái từ khóa rất là quan trọng, đúng không ạ? Kiểu như là cái này mua bao nhiêu tiền, bảo hành như thế nào, giao hàng ngay hay không, thanh toán như thế nào. Đấy là những câu hỏi mà cho chúng ta biết rằng là họ đang có nhu cầu thực sự, họ quan tâm rất kỹ, họ hỏi khá là nhiều, họ hỏi sâu hơn về chức năng, về công dụng, về bảo hành, về thời gian giao hàng, về chi phí, về khuyến mại. Những câu hỏi như vậy đều là những câu hỏi thể hiện sự quan tâm, đúng không ạ? Vâng. Và khi xuất hiện những cái từ khóa như vậy, những người làm tư vấn, những người làm sale, những người làm bán hàng như chúng ta cần phải tư vấn thật kỹ. Và thậm chí hãy nhớ rằng là đôi khi khách hàng sẽ không ra quyết định mua hàng ngay đâu. Đó. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ phải soi profile của khách hàng, chúng ta lấy số điện thoại của khách hàng, chúng ta lấy xin không được thì chúng ta quét, chúng ta dùng phần mềm quét, chúng ta xem Facebook, chúng ta xem Zalo để chúng ta biết là họ có phải là khách hàng tiềm năng hay không. Chúng ta tìm những cái điểm chung để chúng ta tư vấn cho nó dễ. Sau đó thì chúng ta sẽ phải xác nhận với khách hàng là đơn hàng, số lượng hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị, quà tặng được nhận, thời gian ship, rồi thì chi phí ship, mấy ngày thì nhận được hàng, cách ship như thế nào,
cách đổi, cách trả, cách bảo hành, cách thanh toán tiền vân vân, hướng dẫn cho khách hàng thật chi tiết. Vâng, thậm chí là mình có thể in hóa đơn lên trên Facebook luôn. À, cái này nó gọi là tạo vận đơn ấy. Mình sau đó mình gửi một cái bức ảnh cho khách hàng như vậy rất là xác nhận, thì nó sẽ không bị giảm bớt cái hiện tượng bom đơn đi và mình cũng chuyên nghiệp hơn, đúng không? Tất nhiên là sau khi chốt đơn xong thì mình cũng đừng có vội mừng, bởi vì chỉ khi nào mình cầm được tiền của khách hàng rồi thì lúc đấy mới được coi là bán, là xong cái phần bước bán, mà sau đó thì lại còn có bước sau bán nữa, đúng không? Vì thế là khách hàng hoàn toàn họ có thể đổi ý, không nghe điện thoại, bận, địa chỉ sai, vợ không cho mua, vân vân, các cái sự cố thường ập đến và làm giảm cái tỷ lệ chốt đơn của mình và khiến cho mình phải chịu toàn bộ cái chi phí bán hàng đó. Vì vậy chúng ta hãy hết sức là thận trọng, hết sức là chăm sóc cẩn thận, và khách hàng chuyển tiền rồi Dũng vẫn có thể có những vấn đề, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là cái bước 7. Và bước số 8 là bước chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Bước số 8 là bước chăm sóc khách hàng. Ở đây là sau khi mình bán hàng cho khách hàng xong, mình phải chăm sóc, mình phải đảm bảo là khách hàng nhận được hàng rồi, khách hàng sử dụng, khách hàng đúng với công năng sử dụng của sản phẩm. Ví dụ như họ mua thuốc thì họ phải uống đủ, một ngày 2 liều, 3 liều. Họ sử dụng máy tính thì họ phải biết cách sử dụng, hay họ sử dụng đồ điện tử họ phải biết cách sử dụng, vân vân, kiểu như thế. Đấy, rồi mình phải nhắn tin cảm ơn, gọi điện hỏi thăm, rồi lâu lâu mình phải remarketing lại, mình phải hướng dẫn họ bảo hành, bởi vì rất có thể đến cái phần này chúng ta vẫn có những cái xảy ra những cái tranh cãi đó. Và đặc biệt là mình phải liên tục chăm sóc khách hàng để mình duy trì mối quan hệ khách hàng lâu dài, để thứ nhất là họ sẽ tái mua nếu đấy là sản phẩm tái mua, thứ hai họ sẽ đánh giá mình rất là chuyên nghiệp và tử tế. Trong số rất nhiều người bán hàng lừa đảo thì chúng ta thấy rằng là vẫn có những người rất là chuyên nghiệp và tử tế, đúng không? Và thứ ba nữa là nếu mà sản phẩm không tái mua thì họ có thể có những feedback tốt, họ có thể giới thiệu cho khách hàng mới và họ sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Đó, thì đấy là cái bước số 9. Và cái quá trình kinh doanh là một cái quá trình lâu dài, một cái quá trình mà chúng ta thấy rằng là khách hàng mà quen thuộc, khách hàng trung thành thì mới đem lại tiền cho chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ liên tục cào khách mới, chạy quảng cáo để lấy khách mới, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề là chi phí quảng cáo sẽ ngày càng tăng, và chi phí bán hàng của chúng ta cũng tăng, mà trong khi đó thì doanh thu của chúng ta cũng không tăng và lợi nhuận của chúng ta thì có khi giảm hoặc là thua lỗ. Vì vậy hãy chăm sóc khách hàng thật tốt, hãy làm cho họ thật hài lòng, và sản phẩm của chúng ta thì cũng thật là tốt, liên tục cải tiến để chúng ta tạo ra được cái sự trung thành. Nếu khách hàng có trải nghiệm tốt nhá, bây giờ ngày 2018 vừa qua thì theo thống kê là Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,3 triệu chiếc xe máy mới. Đấy, và trong đó thì riêng Honda nghe đâu là bán được khoảng 2,7 triệu xe. Yamaha nghe đâu bán được khoảng 500 ngàn xe. Và số lượng còn lại là của Piaggio và các cái hãng Suzuki, SYM, rồi những cái hãng xe máy điện vân vân. Tức là những cái hãng đấy rất là thấp. Trước đây các bạn thấy là có một thời gian rất dài là hãng Piaggio là được đánh giá rất là cao bởi xe thể thao kiểu dáng rất là thanh lịch, đẹp, trông rất là Ý, trông rất là Tây. Thế nhưng mà cái trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm sau một thời gian sử dụng thì nó không thực sự tốt. Cho nên là hiện nay các bạn biết là như cái doanh số của Piaggio nó cũng đi xuống rất là nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Và mặc dù là chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn là những chiếc xe như vậy, vẫn là cái giá cả như vậy, vẫn là cái kiểu dáng đẹp như vậy, truyền thông rất là tốt. Ví dụ như cá nhân tôi, đúng không ạ? Tôi đang nói về góc độ cá nhân, tôi không có ý là dìm thương hiệu nào và nâng thương hiệu nào, đúng không ạ? Thì lúc tôi còn thời sinh viên thì tôi nghèo không có tiền, thì tôi đi một chiếc xe Way của hãng Honda, vâng, với giá là 16 17 triệu mua, nó cũng rất là rẻ bởi vì nó phù hợp với thu nhập khi đó, đúng không ạ? Vâng, tôi đi trong thời gian sinh viên, trong đó mới ra trường khoảng 2 năm, vẫn đi xe Way vì chưa có tiền. Vâng, sau đó thì đi làm bắt đầu có tiền hơn, thì tôi rất là thích một chiếc xe Piaggio hiệu Liberty. Và cái xe này thì như tôi đã được truyền thông, như tôi đã được cảm nhận là nó rất là thể thao, dáng nó rất là đẹp, nó rất là lịch sự, nó rất là Tây, ok. Rồi, thì tôi đi cái chiếc xe này thì nói thật là nó... cái trải nghiệm về chiếc xe này rất là tồi. Xe thì nó không hỏng đâu nhưng mà nó uống xăng rất khủng khiếp. Đấy, và cái bình xăng nó nhỏ và tôi phải đổ xăng liên tục. Cứ 2-3 ngày tôi lại phải đổ bình xăng. Đấy, thế thì như vậy khiến cho là
Như vậy khiến cho là cái thời gian cho cái việc đi đổ xăng rất là nhiều và cái chi phí cho xăng xe nó rất là cao. Thế tất nhiên cái xe đấy thì có thể là do tôi cũng không bảo dưỡng tốt hay như thế nào đấy. Thế và sau đó thì tôi chán và tôi bán cái xe đấy đi, cũng bán lỗ rất là nhiều. Cái xe đấy bán vì người ta luôn luôn nói rằng là xe đấy tốn rất là nhiều xăng. Và đấy là một cái trải nghiệm, tôi nói ra là một trải nghiệm không tốt. Và sau đó thì tôi lại quay trở lại với xe Honda SH, đúng không ạ? Vì nó cũng đẹp, nó cũng sang trọng và nó cũng rẻ về mặt nguyên liệu. Ok, tôi xin phép nhấn mạnh đây là trải nghiệm cá nhân của tôi, có thể sẽ không đúng với tất cả mọi người. Nhưng thực tế hiện nay là doanh số của Piaggio là suy giảm rất nhiều so với thời kỳ mà đỉnh cao của hãng xe này. Và tôi muốn nhấn mạnh đó chính là trải nghiệm khách hàng. Tức là sản phẩm tốt thì sẽ giúp cho bạn có trải nghiệm tốt, và trải nghiệm tốt sẽ giúp cho người khác sẽ mua hàng, giúp cho bạn tái mua. Bằng chứng là xe Honda đúng không ạ? Vẫn bán rất tốt trong khi thị trường có gặp nhiều khó khăn các hãng khác. Bởi vì họ sự đa dạng về giá, đa dạng về mẫu mã và bền bỉ như là nguyên liệu tiêu thụ thấp. Đấy. Tất nhiên cái ví dụ như tôi nói thì cũng sẽ các bạn thấy đấy, nó cũng sẽ động chạm. Nhưng mà tôi xin phép nói rằng là gì ạ? Đây là trải nghiệm cá nhân của tôi và không có ý PR cho hãng nào và cũng không có ý dìm hãng nào. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing và tôi không đại diện cho bất kỳ một công ty nào, cho một tổ chức nào. Tôi chỉ nói cái trải nghiệm khách hàng và trải nghiệm khách hàng này có thể đúng với bạn cũng có thể không đúng với bạn. Ok. Vâng. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn 9 bước để các bạn chạy quảng cáo hiệu quả, thành công theo cái công thức mới nhất năm 2020. Tại thời điểm tôi ghi hình là cuối tháng 11 năm 2019. Vì vậy chúng ta có thể thấy nói là đây là cái bài hiệu quả năm 2020 được rồi. Ok. Tôi xin phép được tóm tắt lại, đúng không ạ? Nó có 9 bước. Vâng. Bước 1 là chúng ta chuẩn bị tài khoản quảng cáo, fanpage, sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mại, đúng không ạ? Bước 2 là chúng ta chuẩn bị content, chúng ta post bài lên fanpage để chuẩn bị chạy. Bước 3 là chúng ta tạo hiệu quả, quảng cáo hiệu quả, nhắm chọn, ngân sách, rồi thì tối ưu. Bước 4 là chúng ta đợi phê duyệt và thực hiện nghiệp vụ chim mồi, đúng không ạ? Vâng, bước 5 là chúng ta sẽ bắt đầu chờ đợi comment và tư vấn. Đó. Và chúng ta cần phải chú ý các KPI về các thông số khi chạy quảng cáo, bao gồm giá thầu, rồi thì chi phí comment, chi phí cho một inbox, chi phí cho một số điện thoại, chi phí cho một đơn hàng, đấy, vân vân, rồi hoặc là những cái chỉ tiêu khác, đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị các kịch bản tư vấn, chúng ta chuẩn bị các cái kịch bản để chốt sale, chúng ta phải như là xin số điện thoại, chúng ta lưu trữ và chúng ta remarketing sau này, đúng không ạ? Bước số 7 là chúng ta sẽ chốt đơn. Bước số 8 là chúng ta giao hàng và chăm sóc khách hàng, khẳng định được cái đơn hàng của chúng ta tốt. Và bước số 9 là chúng ta duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thiết, tạo những cái trò chơi, tạo những cái tri ân, thỉnh thoảng tặng quà cho họ, thỉnh thoảng giảm giá cho họ để giúp cho cái mối quan hệ thân thiết hơn, và đặc biệt là hãy giúp họ có những cái trải nghiệm tốt trong quá trình sử dụng dịch vụ và sản phẩm, thì chúng ta sẽ thành công. Ok, nếu các bạn có gặp bất cứ khó khăn gì về quảng cáo Facebook, quảng cáo trực tuyến Google, Zalo vân vân, hay là SEO web đúng không ạ, hay là các bạn có vấn đề về bán hàng, tăng trưởng doanh số, đào tạo cho đội ngũ sale, marketing, truyền thông hoặc là xử lý khủng hoảng truyền thông, thì các bạn có thể biết tìm tôi ở đâu rồi đấy ạ. Tên tôi là Phan Anh, số điện thoại 0989 623 888, facebook.com/ Phan Anh Online, hoặc là website pamarketing.vn, hoặc là các bạn có thể mua sách, đúng không ạ? Mua sách, hoặc là các bạn có thể mua các bộ khóa học, hoặc các bạn có thể thuê tư vấn 1-1, thuê đào tạo 1-1, hoặc là thuê đào tạo in-house. Thì tôi luôn luôn chờ đón và chào đón các anh chị và các bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin cảm ơn. Bye bye.